kinh rất là phổ biến. Và theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì bệnh động kinh chiếm là 0,5-1% dân số. Mỗi năm thì có khoảng là 50 trường hợp trên 100.000 dân bị mắc. Và tỷ lệ động kinh ở trẻ em rất là cao so với những người đã đi đen hoặc lớn tuổi. Vì vậy mà động kinh có mặt tính không? Nếu mà mình nói cách khác đi thế lại, mặt tính không? Đó là bệnh mãn tính. Có cách tính không? Có, ví dụ phải có ví dụ, phải có bằng chứng. Cách tính có không? Có. Ta biết là nó là học, mình mới học xong rồi, tổn thương trường đó nó biểu hiện ra bên ngoài là động kinh liền. Trong giai đoạn mầm non nó mới xảy ra cho mình gọi là cắt. Còn nếu mà gọi là tắc đi tái lại thì không gọi là cắt. Nhưng mà nếu là trường hợp mình gọi là cắt thì mình sẽ nói là co giật. Hay là co giật kiểu động kinh. Như vậy thì mình nghe cái từ động kinh thì mình thấy rất là sợ, tại vì nó có cái tái lại là như vậy. Nên là nó có ảnh hưởng tới những cái nội tiết cực sống. Nhưng mà điều trị được không? Điều trị được. Nếu như một bệnh nhân đó tuân thủ hoàn toàn rồi, cái thứ nhất là bắt đầu điều trị, cái thứ hai là tham hướng dẫn của bác sĩ, hay là chuyên khoa hướng dẫn cho mình. Quan trọng là phải tuân thủ phát đồ điều trị hay là động kinh. Thì muốn biết động kinh như thế nào? Động kinh đó là sự phóng điện không kiểm soát của các neuron trong não bộ, nằm trong chất xám não bộ mà neuron có bị bệnh hoặc xám bị bệnh neuron bệnh lý nha, gây ra những thay đổi về vận động, cảm giác và tri giác nha. Đơn giản thôi, tế bào thần kinh của mình ở não bộ nó bị tổn thương, nó bị bệnh thì bản thân nó những cái tế bào đó nó sẽ phóng điện ra, nó phóng điện ra nó làm cho mình có những cái thay đổi về biểu hiện bên ngoài, về nhận cảm, về tri giác, về cảm giác, giác quan nhiều lắm nha. Và định nghĩa này được cụ thể hóa bằng những cái gì? Bằng những đặc tính như là cơm xuất hiện, đồ ngọt và tự hết. Và khi mà được thoái lui đó, nó xảy ra chừng 5 phút, 3 phút, 10 phút. Còn nếu như trạng thái động kinh là phải trên 30 phút, rồi sau đó nó sẽ tự hết. Và trong cơm có rất là chức năng thần kinh, cơ vô của não. Và thời gian đó nhẹ ngắn từ vài giây đến vài phút. Cơ có tính chất định hình là cơm sau nó sẽ tự sẽ giống như cơm đầu tiên. À, cơn sau sẽ giống như cơn trước. Có biết đó không? Mình thấy bệnh động kinh á, có gặp không? Có thấy lần nào chưa? Và trong cơn bệnh nhân tỉnh không? Thường trong cơn động kinh người ta sẽ mất ý thức, trong cơn. Còn nếu như một người nào đó rồi hỏi bác sĩ coi co giật, ở nhà em nè, con như bị co giật. Co giật nhưng mà nó biết không? Nó biết nó co giật không? Ở bệnh viện trong trong lúc mà co giật nó biết không con? Dạ con biết, con thấy tay con đê, con không biết gì mà không phải là trình nè. Để phân loại thì ở vùng não của mình nhắc tới nhắc lui nó có những cái vùng và chi phối về vận động, cảm giác cũng như là giác quan. Và tại những cái vùng của não sẽ có những cái vùng neuron chi phối và những neuron đó có bệnh lý thì sẽ khả năng nó có những cái dẫn truyền, không những cái dịch truyền gây ra bệnh lý và biểu hiện ra các cơn lâm sàng tương ứng. À, cái hình này đúng rồi. Khi xem là khi quên cái vùng cảm giác của mình. À, nó có chưa có vùng nào tăng chân trong đầu đều nghĩ ra nằm ở gần đây đây. Chân, tay, tay lúc nào nó cũng sẽ nặng hơn chân tại vì tổn thương ở vùng vỏ não. Biểu hiện ra bên ngoài nó sẽ tay sẽ nặng hơn chân theo cái dùng cảm giác bản thể của mình đang chi phối nha. Đầu, mặt, tay, chân nó sẽ nằm ở vùng vỏ não. Nha, chính xác là cái hình này đây. Đã có tiền kiếm quà, có tiền nhớ đi xe là rồi. À, nha, nếu mà tổn thương nó ở vùng nào thì nó sẽ có biểu hiện ra bên ngoài. Vùng cảm giác thì nó sẽ làm cho động kinh cục bộ về cảm giác. Vùng vận động nó sẽ có biểu hiện là động kinh cục bộ vận động, hoặc động kinh toàn thể thì vận động. Nha. Động kinh cục bộ là những cái động kinh khu trú tại vùng nào đó trong cơ thể, nghe người ta mới kêu là cục bộ. Còn nếu đã xảy ra toàn thân thì người ta kêu là cơ động kinh toàn thể hóa, cục bộ toàn thể hóa. Và theo cái hiệp hội chống động kinh quốc tế thì nó phân loại theo cơn, phân loại chống động kinh ở đây sẽ phân loại theo cơn động kinh cục bộ. Trong đó nó sẽ có cục bộ đơn giản hoặc là cục bộ phức tạp hoặc là động kinh cục
vừa cục bộ vừa đơn giản, nhưng mà sau đó nó sẽ tập lại lên. Nói về cái động kinh này, các em tập trung cái này mới hiểu được. Còn nếu mà không tập trung là các em sẽ làm lộn hoàn toàn luôn. Nó rất là khó, nó rất là nhạy cảm. Nếu mà không tập trung mà không được bài này ra quên học, chỉ nhớ một cái là bệnh nhân coi dự kiện đó. Và cái dạng thứ hai đó là động kinh toàn thể. Trong cái động kinh toàn thể này nó sẽ có những thứ hiện, chẳng hạn như là cơn giãn ý thức. Mà trong cơn giãn ý thức đó nó có cơn giãn ý thức điển hình hay là không điển hình. Cơn giật cơ, cơn co giật, cơn co cứng, cơn mất cương lực, và sau đó là co cứng co giật. Động kinh toàn thể là nó sẽ đi qua bốn bước như thế này. Các bước như thế này mới gọi là một cơn động kinh toàn thể. Bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện về giãn ý thức. Chẳng hạn bệnh nhân đang có chỉ với em mà bệnh nhân mơ mơ màng màng lên lên, hỏi thì không tập trung, không có hiểu một cái là nó mệt bắt đầu mơ lơ lơ rồi đó, là người ta biết người ta vẫn tỉnh nhưng mà người ta không có chủ động được, lúc đó là người ta mất ý thức. Và sau đó là gì, giật cơ, giật cơ có thể là một tay một chân người ta sẽ giật, rồi sau đó sẽ lan ra, ha, lan ra toàn thân. Nhưng mà trước khi lan ra toàn thân thì nó phải co giật, nó giật nhẹ cơ, rồi đó sau cái đầu nó sẽ giật mạnh lên. Cái này nếu mà các em đã chứng kiến một người nào đó động kinh rồi thì các em rất là dễ nhớ bài. Đang nói chuyện coi như là không tập trung với mình nữa, cảm giác như không chú ý cái nào đó mà sau đó là biểu hiện của giật cơ, một cái nhóm cơ nào đó trên mặt hoặc trên gọn thân hoặc là trên tay chân gì đó, nó sẽ giật nhẹ nhẹ, sau đó nó sẽ giật từng cơ, giật từng cơ, sau đó nó sẽ co cứng lại, nó sẽ gồng cứng nha, gồng cứng và lúc đó là không còn cái cương lực nào nữa, nó sẽ giữ con giữ ra, sau đó là toàn thân sẽ giật. Người ta kêu hoặc con cứng vào giật toàn thân, như vậy thì cũng mới gọi là cơ toàn thể quá. Từ một nhóm cơ, từ một vùng của cơ thể lan ra toàn thân thì mới gọi là cục bộ toàn thể quá. Và cái nhóm gì thứ ba là động kinh không phân loại, nó không có dựa vào hai cái nhóm trên thì người ta gọi là động kinh không phân loại. Đặc điểm nào, đặc điểm của các cơ động kinh này thì mình cũng phân ra từ cái nhóm chia phân loại của nó thôi. Thứ nhất là trong cái cơ động thể của mình ở đây nó sẽ có cơ giãn ý thức. Cơ giãn ý thức là thường thường gặp ở những đứa trẻ nhỏ tuổi, thường thường mình gặp cái bé gái á, nó đang nói chuyện với mình, nó ngưng hoạt động, nó cứ đầu là chớp mắt, nó chớp mắt giống như là nó ngạc nhiên về cái vấn đề gì đó thì nó không phải đâu, bắt đầu những cái vô cơ đó, ha, nó rất là nó không có bị co giật, không có gì trên nó chỉ là không tập trung cái lời mình nói, ha, nó không có để ý những lời mình nói, mặc dù là nó cũng muốn nói nhưng mà tại vì nó không chủ động được. Và có thể là ngoài cái mắt thì sao, nó có thể nó nháy mắt hoặc là nó có những cái cử chỉ mà chẳng hạn nó đỏ tay lên bàn hay là nó vơ vơ cái tay, đó là những cái triệu chứng kèm theo. Nhưng mà mình để ý nha, khi mà bệnh nhân hoặc là tay đưa con tay đến nhắn với mình, ta nói nó động kinh, mình cứ nói là động kinh thì tay co giật, nhưng mà người ta có biết nó có giật hay không, người ta nói với mình nó có triệu chứng vậy đó, nó không tập trung, nó không chịu học. Ở nhà nói gì cái nó nghe là mình nói mà nó làm cái gì đó, phải để ý lại đó là cái cơn giãn ý thức để mình có cái biện pháp mình điều trị cho trong cái vấn đề đó bằng cách nào cho cái đó để mình phát hiện ra nha. Khi mà đứa bé nó thức dậy nó tỉnh xong cái cơn nó không nhớ động kinh, là sao cái cơn nó hoàn toàn không nhớ những cái gì mà xảy ra cơn, trong cơn nó xảy ra như thế nào. Và trên điện não rồi sẽ thấy một cái gai sóng tần số 30 triệu trên giây, cái này não để biết thôi chứ không đi sâu vào cái điện não nha. Cái này là cơ giật cơ, giống như thứ xong chúng ta giật cơ nè, cơ rất ngắn, đứa trẻ bị giật cơ động thân giống như giật mình, nó thường bị ở hai tay làm rất là quặn hoặc là ở chân có thể chịu xuống và có thể xảy ra nhiều cơ liên tiếp nó tiếp nhau. Thì nó giật một nhóm cơ, chẳng hạn như cơ bàn tay nó cầm đồ giật ngay nó sẽ rớt xuống, ở trên nó giật cơ trên ngay nó sẽ rớt xuống nó bé, đó là giật một nhóm cơ trên cơ thể của mình. Mình nói nó giống như giật mình, cái ai la nó giật mình không phải, nó là biểu hiện của động kinh. Cơn co cứng, cái cơn co cứng này thì ngắn chỉ 10 giây thôi, là gồng cứng cơ toàn thân mất ý thức, lúc này nó còn mất ý thức luôn rồi đó, và giãn tay đó. Do đó
khi đã co cứng thì mất ý thức. Và sáng sau mất ý thức, co cứng co giật thì bệnh nhân đang đứng thì bị té. Một cơn thì cũng cơn ngắn thôi, khoảng 2-3 giây. Và trong cơn thì bệnh nhân có thể là đứng thở, mất khả năng thở đó. Thì người nhà rất là sợ. Cái này khi mà vô bệnh viện rồi đó, bệnh nhân rất là sợ, người nhà không nhá. Để cho tự nhiên đừng tin đừng tự mà nghe bệnh nhân nói về người nhà nói về xong rồi kéo dụng cụ là không phải đâu, nó sẽ tự nhiên tự thở là khi một cái nghe lúc đó là mới nghĩ là còn sợ nó sống lại rồi, mà không phải là cái cơ của nó. Và cái đoạn giật, cái đoạn co giật sau khi co cứng là bệnh nhân sẽ co giật toàn thân luôn, co giật liên tục tay và chân. Thường mình thấy là gì, hai tay mình sẽ cầm cái to lại, hai cái kim nó chuỗi ra, chuỗi ra, hai cái tay nó chuỗi, nó cầm lên để hai kim nó chuỗi ra cầm được thì liên tục thì cả người chật. Ngay nếu mà nằm trên cái giường mà phải 5 người như đó, nhưng mà lúc này là có đè lại không? Không, chủ yếu là do bệnh nhân nằm nghiêng tránh cái dị vật vào đường hô hấp thôi, tránh tăng tiếng ha vào cái đường hô hấp và không dùng cái gì để đưa cho miệng bệnh nhân để tránh nghẹt đường thở. Nha, thứ nhất là sẽ rơi vào đường hô hấp, cái thứ hai là làm nghẽn đường thở của bệnh nhân không thở được. Và mình chủ yếu là để cho bệnh nhân tự nằm co giật và cho bệnh nhân nghiêng đầu sang một bên, là không lấy tay lấy chân gì đè lại nó. Nhớ nha, cái này gặp rất là nhiều kỹ thôi đó. Cái đang co cứng bây giờ mà đè làm gì cũng không có khác là cái mình càng đè nó càng dễ xảy ra chấn thương. Chủ yếu là làm khang không có mắt, tạo cái tư thế cho bệnh nhân nằm nghiêng qua để tránh nước bọt hoặc là tạm giải gì nó rơi vào bộ họng. Cái thứ hai nữa là không đưa cái gì vào bụng bệnh nhân, thứ nhất là miễn đường thở, cái thứ hai là nó có thể nó quay dần để nó rớt vào bụng họng thì vào đường thở. Tiếp theo là cơn co giật hiếm hiếm gặp. Và cơn thứ ba là cơn mất cương lực, bệnh nhân sẽ bị mất cương lực trong vài giây. Nghe đang đi té thì chấn thương đang ngồi là tụt xuống. Đối với động kinh cục bộ thì có động kinh cục bộ về vận động nè, động kinh cục bộ về cảm giác nè, động kinh cục bộ về giác quan, cục bộ về vận động, cục bộ về cảm giác, cục bộ về giác quan. Thứ nhất là về vận động thì giống như trường hợp nãy giờ mình đã học, đó là một vùng của cơ thể nha, khởi đầu ở một vùng nào đó của cơ thể và lan ra toàn thân. Nếu nó đạt cân còn phải quá cần còn thường. Trường hợp thứ hai là cục bộ về cảm giác, là bệnh nhân sẽ xuất hiện dị cảm tại một vùng nào đó của cơ thể chẳng hạn như bệnh nhân cảm thấy tăng cảm giác đây, cảm giác như con gì bò chân kích hoặc là mình chỉ cần sờ nhẹ thôi, bệnh nhân cảm thấy đau mặc dù là không có một cái tổn thương gì mất, bắt đầu nó khởi đầu từ một cơn ngay đó. Hoặc mình nghĩ cho bệnh nhân rối loạn cảm giác da, không phải đâu nha, dễ nhầm lẫn với một cái rối loạn cảm giác da, hai cái cách điều trị khác nhau. Rối loạn cảm giác da thì mình chỉ cần điều trị về triệu chứng, cái thứ hai là bổ sung điều trị về cảm giác kinh. Nhưng mà đối với động kinh và giác quan thì mình phải quản lý động kinh cho người ta, hai cái cách điều trị khác nhau, do đó để mình trợ trợ. Còn động kinh cục bộ và giác quan là bệnh nhân sẽ thấy những cái điểm trên thị trường của mình, như là trước mặt trước mắt là có những cái điểm xấu xé ha, hoặc là có cái gì xa trước mặt, hoặc là nghe cái tiếng nói gì trong lỗ tai mặc dù rất là gần ha. Bệnh nhân đến động kinh đến với mình trước sẽ cứ đi để ra cơn và em hỏi em có nghe cái gì nói trong lỗ tai không, là có em nghe ai nói cái gì vậy, nó buồn thì mang cái gì đó ha. Hoặc là nghe cái tiếng gì rất là ồn mình không biết nó là cái gì, nhưng mà sau đó là bắt đầu có những triệu chứng tập trung nghe cái cơ cục bộ xảy ra. Hoặc là bệnh nhân nghe cái mùi bình thường trong không khí bình thường, nhưng mà bệnh nhân cảm thấy khó chịu, cái mùi đó bệnh nhân không chịu được, tự nhiên có những cái ảo gì không biết nha. À, tình hình là hoặc là bệnh nhân có những cái cơn thoáng qua, ha, chóng mặt thoáng qua và sau đó sẽ vô cơn động kinh. Do đó khi mình khám về bệnh động kinh, ngoài cái triệu chứng là bệnh nhân nói với mình là bị co giật, hoặc người nhà khám với mình là con người ta bị co giật, thì mình cũng phải khám thêm bệnh nhân có mất ý thức không, bệnh nhân có những cái chỉ điểm chẳng hạn như là về khứu giác, về thị giác, về khứu giác, về thị giác,
của quan, xem cái giác quan đó nó có tổn thương chưa, nó có chịu được chưa, để mà mình khám mình làm sao cho và mình có cái cách điều trị cho nó đúng. Và cái một cái dạng mà động kinh mà người ta rất là sợ đó là cái cơn động kinh thượng cổ phức tạp, cái động kinh thượng thái dương. Bệnh nhân có những cái cơn ảo giác chẳng hạn như là ảo giác về giác khiếu giác, đau bụng đau ngực, ngưng hoạt động khi có cơn và có những hành vi mà thường có tính định thần. Ở đây bác sĩ muốn nói xem trường hợp này nó phức tạp là gì. Đã có những bệnh nhân người ta ảo giác, người ta là có người mà người khác ở ngoài, vì trong cái cơn động kinh này mình nghĩ người ta bị rối loạn tinh thần, nhưng mà thật sự không phải là rối loạn tinh thần mà đó là bệnh động kinh. Bệnh nhân ảo giác là cái này thực tế nha, bác sĩ nói về trường hợp lâm sàng thực tế để các em nghe để các em rút kinh nghiệm. Là ông này có vợ rồi, cứ nghĩ là một người nào đó vợ mình bỏ mình đi theo ông nào đó, có thể cứ sầm giao được vợ mình không, đó là những cái ảo trường hợp cũng giống như là cái quan trọng nó cái gì đó nó có cái tình hình là người ta tưởng tượng trong đầu cái này, nhưng mà không phải là đó là tâm thần. Nếu mình cho tâm thần thấu đúng không, đến sau một thời gian ca này là điều trị rõ ràng, ví dụ như đó. Rồi người ta thêm một trường hợp này nữa là bệnh nhân nữ mà ở nhà người nhà thai là cứ kèo lên nóc nhà rồi cứ tưởng tượng mình là thiên thần có cánh gì đó, rồi cứ hướng vào tay người nhà cũng đưa đi đó bệnh viện tâm thần để điều trị, nhưng mà sao cái cơn đó người ta vẫn bình thường, nhưng mà người ta không hề sử dụng những cái chất kích thích hay ma túy gì đó. Sao cái cơn xảy ra như vậy thì người ta trở lại bình thường. Chính vì vậy mà người nhà rất là sợ, nghĩ là tâm thần đưa đi điều trị bệnh ra bệnh viện tâm thần không hết, nhưng cuối cùng hóa ra là hẹo kinh. Đó là cái bệnh động kinh. Khi mà điều trị động kinh thì một cái khác thì mình nhấn tiêu được chứ quan tâm quá bệnh. Do đó ngoài cái triệu chứng là co giật cơn, co giật đầu thân, nó có những cái biểu hiện về thần kinh di giác mà mình cần phải chú ý để mình khám, mình loại trừ ra, để mình cho cái hướng điều trị cho bệnh nhân hết bệnh. Chứ nếu mình cứ chăm chăm bệnh nào có co giật thì mình mới có động kinh là bỏ sót bệnh rất là nhiều. Về xét nghiệm lâm sàng ở đây mình cần làm những gì? Thứ nhất là xét nghiệm chẩn đoán xác định, và cái xét nghiệm chẩn đoán về nguyên nhân. Xét nghiệm chẩn đoán xác định ở đây là mình cần đo lượng não bộ ha, hoặc là những cái xét nghiệm thường quy khác để mình loại trừ. Loại trừ chẳng hạn như bệnh não đường huyết, não đường huyết nếu mà hạ sâu quá bệnh nhân có co giật không, có chứ ha. Hoặc là những cái rối loạn về điện quá, rối loạn về điện giải, nhất là trường hợp hạ natri người ta cũng có co giật ha. Thì lúc này mình sẽ cho những cái xét nghiệm thường quy để mình kiểm tra, và cái xét nghiệm để chẩn đoán nguyên nhân có tổn thương ở não hay không. Ở đây là mình sẽ dùng chẩn đoán não, sẽ có hình ảnh của mình ở đây cũng chỉ có hai cái thôi, thứ nhất là MRI, cái thứ hai là CT, cái thứ hai là MRI, chỉ có hai cái đó để mình tầm soát nó có u hay là có tổn thương gì. Đây cái điện não bộ mình chưa biết gì không, có nùi em không biết cái gì, nhìn như vậy rồi rất là khó đọc, tóm đọc luôn, học cái này rất là khó. Bởi vậy bác sĩ nói học khi nội khi chuyên khoa nội thần kinh đi vào rất là dễ, nhưng mà trong lúc học rất là khó. Học mà học lâu lâu hơn là không thể nào học khám được đúng vậy. Nó là một cái bệnh toàn thân, bệnh tim, bệnh phổi, nó sẽ học chỉ có một cái cột, có chỗ tim, cái cột có chỗ phổi, và mấy anh cảm đoán được rồi, con nghe tiếng tim, thở van, hẹp van, ha, tiếng phổi nghe được nó không nghe. Còn gì nữa, siêu âm tim nghe thì cái bệnh tim nằm ở đâu, chụp mặt bằng ra nó có. Nhưng mà đối với bệnh thần kinh là ngay từ đầu có những cái ngón chân, nếu mình khám ở một triệu chứng trong ngón chân không đúng có thể tổn thương thì não nó sai, lý do là như thế. Nè, giờ mọi sơ qua cái điện não bộ nha, biết cái hình dạng điện não bộ nó làm như vậy đó, nó rối như vậy đó. Để cho mốt anh nhìn cái hình này, cái này là cái gì, anh chứ cũng phải trả lời đây là cái điện não bộ. Không có hỏi cái gì mà chỉ biết hình dạng đó thôi. À, và trong cái điện não đồ này thì khi mà có động kinh thì sẽ bị gan sống, gan sống, gan và gan sống nhớ nha. Động kinh là phải
gian đây nè, nói chuyện rất là bình thường, không có một cái hiện tượng của con giặc hay là những chuyện kiến nghiệm của giác quan gì hết. Thì mình dựa vào đâu? Thì mình phải dựa vào thực sự, kỳ sự. Rồi quan trọng là mình khai thác ai nữa? Khai thác người nhà. Đối với mình học sinh thì người nhà là cái đối tượng mà mình cần quan tâm triệt để luôn. Tại vì bệnh nhân ở nhà bệnh nhân có cơ thì chính người nhà mới thấy được cái cơ đó. Và cụ thể nữa, nếu là đầu tiên bệnh nhân tiếp xúc với mình không có cơ thì mình phải dặn người nhà làm sao để khám nếu ở nhà có động kinh. Nếu mà có điện thoại là phải quay cái cơn động kinh đó cho mình biết, quay cái cơn co giật của bệnh nhân cho mình coi, nếu mà có tái khám là thứ hai nha. Và mình để ý cái gì? Để ý những cái sản phụ hay những cái tổn thương cho bệnh nhân. Tại vì bệnh nhân động kinh mà động kinh cục bộ tập thể là bệnh nhân dễ bị có hút trên người những chiếc sẹo. Này có một trường hợp này vui vui cái là khi gặp hồi lúc mà bác sĩ còn nhỏ nhỏ là có cái cô đó khổ bị động kinh này, mà hồi xưa mà có tụt thủy tại giờ cô sẽ bắt cầu cầu ăn cá dồ nghe nó có cầu cá để vệ sinh á. Thì ở mà mình biết cái gần gần cái tổng số thì đó ngày xưa thì cũng có nhà cái cầu cá gì đó, mà cô này cổ rất thích đi cầu cái cá mà lại còn động kinh nữa. Người nhà con quản lý tại vì cổ lớn tuổi thì mỗi lần là bác sĩ lên căn nhà nghe cái đồn một cái là biết rồi đó, là có đi cầu đi cầu cá là bị rớt xuống heo, mà cứ mỗi lần như vậy á, cứ mỗi lần bước lên cầu cá là lại xảy ra cơn. Mình còn nhỏ đâu quản lý, mình đâu có làm cách nào mà biết ra là có người bé có người bị con cá như thế này thôi. Vì vậy cái sẹo này trên người coi như là chỉ chích á, trúng đâu có ngay, coi giờ té rồi thì trúng ở đâu thì trúng để ráo, cái chuyện mà gặp ha tay chân trầy trụa tại không chỉ ở té cầu mà còn té rất là nhiều chỗ. À chính vì vậy mà khi mình gặp cầm kinh mình phải quan sát hết cả những cái hết cả kinh là cảnh đó cầm kinh ở đây thì mình phải phối hợp cả tiền sử khám lâm sàng và cận lâm sàng. Một số trường hợp bé ở cha trẻ em nó đâu có một cái gì mà đau điện não rồi, hoặc là nó đến với mình là không có cơn thì mình sẽ dùng biện pháp là đau điện não rồi giải phẫu cây cái nó ngủ để mình gắn nó sẽ điện từ để mình thay đổi gì mà mình để cho nó ngủ đi rồi mình thay đổi mà mình sẽ đi lại. Mình quay video là chẩn đoán phân biệt trong cái đọc tin ở đây cũng là tiểu do dạ dày tiểu thì ở đây có gì canxi cũng lên cơ do dạ dày đang dơn rồi. Cái đầu nó xỉu đi nha. Cái thứ hai là cái gì? Cái giờ nó lọc không ly á. Nó lọc không ly nha. Nhiều khi bệnh nhân không kiếm ra chân không mà trẻ lên cơn dừng. Cái này dễ phát hiện dễ đó, để quen rồi nha. Chỉ cần một vài động tác thôi, kêu người nhà đó hốt đi để cho tự dừng đi, không ai còn ai chăm sóc. Khi mà người nhà đang hốt thì những đối tượng này bắt đầu trở lên bình thường. Người ta cần sự quan tâm, nhất là những người mà khi không chịu được thu tiền của họ thì các bạn sẽ xảy ra của họ rất là ly. Nhưng mà đó là một bệnh nha, không phải là không có bệnh, đó là một bệnh lý về thần kinh. Nó có mã bệnh CD là bạn. Thì khi mà đó là một dạng cơ thể. Và coi về cân nặng canxi máu và cân nặng đường huyết, hạ đường huyết thì mình điều tiết cũng coi về nếu mà sâu. Sốt và trẻ em, sốt coi dạng là trẻ em mình phải loại trừ những trường hợp là động kinh nha. Cái sốt cao quá nó coi dạng, nhưng mà sao cái cơn nó coi dạng trong cơ cái coi dạng đó nó tỉnh hay không, nó chỉnh ra những thế nó coi dạng, hoặc là nó mất ý thức, nó phi giác trong cái cơn coi dạng thì mình sẽ có cách tiếp cận và càng làm thêm các cận lâm sàng để phù hợp với chẩn đoán phân biệt. Vì vậy thì trong mai đây mình cũng có những cái đấu xé. Khi mà nó có cái cơn mai đây còn khác rồi đó, nó cũng có yếu những người nè, nó cũng có pha giật và có những cái ám hiểu những cái xé thì mình cũng khai thác rất lớn. Mình sẽ loại trừ bằng cách trong cái cơn đó mình ra có biết hay không, có tính hay không nha. Để mình loại trừ ra đây là ai đây chứ không phải là của động kinh. Nếu đó là động kinh về thị giác thì sao bệnh nhân có những cái điểm đấu xé trong
trong dịch vụ cái bạn thì Maren nó cũng có các bạn tìm hiểu của Maren những cái nhóm điểm, những cái điểm kéo xét trong dịch vụ trước khi mà Maren xảy ra cơ chế muốn đọc hôm qua còn đọc tiếp có nghe tiếp chưa. Tích là những cái động tác, những cái cử chỉ mà bắt chước. Các em có coi phim hoặc là biết tên em không? Đó là một đứa trẻ coi phim đó xong rồi bắt chước những cái tự động của nó. Nhưng mà thấy hết miệng sợ mắt, hồng quá, gọi em biết tay, cứ làm tay. Cái đó là tích. Nè, cái đứa nào mà bắt chước những đứa đó là tích, ta gọi là tích. Tại vì cơ thể của người ta phải thấy người ta làm để cho người ta bước theo. Không trợ mắt thì cũng không ngoài đâu, cứ đi trang vậy đó ha. Hoặc là các coi phim gì đó, nhưng làm vậy nó cũng gọi là cái tích. Nhưng mà thì không được chứ. Này là mình sẽ dùng cái biện pháp tâm lý phối hợp với các điều trị dạng an thần hoặc là những thuốc mà giảm độc. Các có những cái khó để làm gì vậy? Nha, động kinh tâm thần chạy não nha. Từ nào mà nãy mà mình có nói á, phân biệt với những quan trở nó như bệnh nhân tâm thần phân biệt. Cơn động kinh chỉ tồn tại một thời gian ngắn, trong khi đó gọi là trong khi đó bệnh nhân tâm thần phân liệt á thì cái cơn nó kéo dài, trong đó trong tâm thần phân liệt thì nó bệnh, nó bệnh coi như là nó bệnh kéo dài, bệnh mãn tính rồi, nghe đâu lúc nào nó vẫn còn trong trường hợp động kinh thì phải có phản ứng. Điều trị động kinh mình sẽ có hai bước. Thứ nhất là về nguyên tắc, nguyên tắc ở đây là điều trị nội khoa là cơ bản, chủ yếu là gì? Cắt cơn và ngừa cơn. Và khi mà cắt cơn thì mình dùng thuốc càng sớm càng tốt. Sau khi chẩn đoán mà đúng cái loại cơn rồi thì mình sẽ dùng cái nhóm thuốc chuyên về cái nhóm động kinh đó để mình điều trị. Và từng cái loại động kinh sẽ có những cái thuốc đặc trị khác nhau. Chẳng hạn như đối với một động kinh về cảm giác thì mình sẽ dùng thuốc nhóm nào, đối với động kinh cục bộ thì mình dùng thuốc nhóm nào. Chứ không phải nói động kinh là cái thuốc nào cũng điều trị được, nó không phải, nó có từng nhóm nha. Và khi mà mình điều trị rồi cho bệnh nhân thì mình sẽ hạn chế đổi thuốc, giảm liều mà phải đi theo một cái tiến trình nhất định ha, để tránh trường hợp mà cơn tái phát. Thường thường cái cơn tái phát thì người ta dễ xảy ra chấn thương. Và thuốc thì phải được dùng mỗi ngày đúng và đủ liều, không tự ý tăng giảm liều thuốc đột ngột và ngừng thuốc đột ngột. Nếu như mà bác sĩ dùng thuốc đột ngột của bệnh nhân thì cái đó là sai, không được thuốc đột ngột. Và ngay cả bệnh nhân cũng vậy, khi mà bệnh nhân đến với mình nói là tôi đang uống thuốc mà tôi bị cơn động kinh thì phải hỏi uống thuốc có đúng liều hay không, có đúng liều hay không và đúng cái nhóm thuốc của bác sĩ dặn hay không, hay là hết thuốc và tự đi mua thuốc về người ta mua cái nhóm thuốc khác. Còn khi nào mình đổi thuốc khi mà cái liều mình đang xài mình đổi ra đổi không kiểm soát được cân thì mình phải đổi thuốc khác để mà mình điều trị cho nó hiệu quả. Những cái thuốc động kinh nó thì thường thường nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng nghe thôi, ảnh hưởng đến chức năng nghe nó phải chịu do nó mà khi mà điều trị thì mình không phải có thuốc hoàn toàn để chúng ta cái chức năng nghe. Mình kiểm tra mình tầm soát thôi, sau khi mình đổi quan như vậy thì đổi thuốc ăn một thứ nào cho mình nghe, nó chỉ có ăn gan thì nào nhất nhất tổn thương cho bệnh gan thì mình phải kiểm soát lại và có cái hướng là bổ sung thuốc trợ gan kèm theo. Như vậy thì ngoài thuốc động kinh ra mình còn hướng dẫn cái gì ở bệnh nhân này? Phải có hả? Phải gì? Phải có chế độ ăn uống nghỉ ngơi cho hợp lý nha. Nếu nhưng mà uống thuốc không đúng giờ cũng dễ xảy ra động kinh, đi ngủ không đúng giờ cũng xảy ra động kinh nha. Bỏ thuốc xảy ra động kinh, bệnh kèm theo nếu bệnh nhân đang uống thuốc mà nhất trường, nhất là những trường hợp bệnh viêm hô hấp. Mà khi mà mình tốt phải không động kinh ra bệnh nhân chứ là viêm hô hấp cũng có thể khởi phát cái cơn động kinh. Do đó
khi mà mình điều trị động kinh bệnh nhân đang uống động kinh mà bệnh nhân sẽ tra cơn thì mỗi người ta là có nóng sốt hay là có bệnh gì đang bệnh gì hay không để mình có cái hướng mình điều trị kèm theo nó luôn. Và trong cái điều trị động kinh này cái người mà quan trọng đó là cái người nhà của bệnh nhân ha. Người nhà bệnh nhân phải phối hợp với bác sĩ trong cách mà cho uống thuốc hay hướng dẫn cho bệnh nhân cái sinh hoạt hàng ngày. Ngoài cái vấn đề uống thuốc ra, còn trong cái lối sống trong cái sinh hoạt là không nên cho bệnh nhân đi xe, không cho bệnh nhân đi cầu thủy, để nhiều khi té gây tử vong. Nhà thuốc điều trị độc kinh ở đây tùy theo loại cơn nha, do đó mình cần phải nắm chính xác cơn động kinh để mà có những cái hướng điều trị cho